Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái bữa ăn cho chó bầu ở trại chó Hervey. Đây là hai mẹ con Pila với Melcy, khẩu phần của hai mẹ con một ngày ăn hai bữa. Thì ở trại mình ngoài hạt và thịt thì trại có bổ sung một khoáng dinh dưỡng chibi powder để bổ sung vitamin, acid amin và các loại khoáng mà trong hạt và thịt có thể thiếu. Mỗi một giống chó thì nó cần một cái lượng vitamin và khoáng khác nhau. Mỗi giống nó cần, có thể giống này nó cần vitamin này nhiều hơn vitamin kia. Đây là Pila, đây là Melcy. Hôm nay khẩu phần ăn của Pila và Melcy là hạt và thịt băm, hay bột cho vào thì mình đảo đều lên. Các bạn lưu ý là nên cho một ít nước vào. Nếu mà kể cả là các bạn không dùng thêm bột chibi thì các bạn cũng nên đảo một chút nước vào khi các bạn cho chó ăn hạt. Giai đoạn này là giai đoạn mới phối xong thì chỉ bổ sung thêm bột chibi thôi. Và giai đoạn sau của quá trình mang bầu thì sẽ bổ sung thêm cả canxi nano nữa. Đây, Pila. Merci. Cái bột khoáng chibi thì nó có nhiều công dụng lắm. Nhưng mà ở giai đoạn này bổ sung là bổ sung ở cái chủ yếu là cái công dụng bổ sung dinh dưỡng, bù khoáng vitamin. Thì cái đấy, cái công dụng bù khoáng vitamin thì hầu như là giai đoạn nào của con chó cũng cần cả. Lượng ăn của chó thì tùy theo cái thể trạng của từng con nhé. Thì phần ăn của Pila sẽ nhiều hơn của Melcy. Bình thường thì hầu như là cái khẩu phần ăn chính của trại mình sử dụng là hạt, chỉ có hạt và bột chibi thôi. Còn giai đoạn sau thì sẽ có thêm bột canxi nữa, bột canxi nano là đủ. Còn các bạn mà chăm ít chó thì các bạn có thể cho ăn thịt. Đấy, hết rồi. Rồi, tuyệt đĩa. Hai mẹ con là đang ở giai đoạn sau phối. Thì mình nói lại một chút về cái bột chibi. Cái chỉ định của nó thì có nhiều lắm, nhưng mà đây là mình dùng bổ sung dinh dưỡng. Ở trên cái hộp nó sẽ có đầy đủ các cái hướng dẫn. Pila vẫn còn đang thèm đấy. Các bạn đi lưu ý là cho chó, muốn con chó nó ăn tốt thì mình nên cho nó ăn đúng cữ thôi, đừng cho ăn quá nhiều, con chó nó sẽ kém ăn. Rồi, mẹ con Pila với Melcy chào mọi người nhé. Cười cái nào. Ok. Chào mọi người nhé.